một chút cái không gian. Thì đây là một cái khung tranh tiêu biểu để làm một cái bức tranh phong thủy cổ dọc. Kể cả cái màu của tranh, cái khung của tranh cũng như là cái không gian xung quanh, đồ nội thất xung quanh. Và khi chúng ta làm bức tranh nó lên như thế này thì chúng ta sẽ thấy được cái lý do tại sao này, đây là một cái khung tranh tiêu biểu để chúng ta làm một cái bức tranh phong thủy cổ dọc. Một bức tranh khoảng 4 mét vuông, 5 mét vuông như này, 4 đến 5 mét vuông thì đủ cho một cái phòng khách rộng hơn 20 mét vuông. Chúng ta có thể làm tranh cổ dọc như thế này hoặc là làm tranh cổ ngang. Thì với một phòng khách khoảng hơn 20 mét vuông thì chúng ta cũng làm một bức tranh ít nhất cũng phải tầm từ 4 mét đến 5 mét vuông thì nó mới có là một chút thay đổi về không gian. Thế còn tùy theo tính chất cũng như cái đồ nội thất cũng như các điểm nhấn về thiết kế trong nhà mà chúng ta lựa tranh hiện đại phong thủy, dòng tranh sang trọng hay dòng tranh thiên nhiên. Đây và đây chúng ta sẽ thấy cái hiệu ứng của cái bức tranh khi vào buổi tối nó có cái ánh đèn lên. Đấy. Thì cái bức tranh nó trở nên rất là ấm áp, sang trọng và cũng như là rực rỡ hơn rất là nhiều. Đây là một cái khung tranh rất là tiêu chuẩn cả về chất liệu gỗ, tiêu chuẩn cả về cái độ chiếu sáng, cái màu sáng, màu của ánh đèn đấy. Thì hy vọng là có một cái ý tưởng cho mọi người thiết kế tranh cho nhà mình. Thank you.